Ê, ê, kia có phải là vợ anh không vậy? Đâu? Đó, cái chỗ đó đó, kia kìa. Là cái con gái đẹp đó đó hả? Đúng rồi, đi, em với anh tới đó coi thử coi, đi. Chà, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Coi bộ dạo này nhìn cũng xinh đẹp dữ ha. Ê mà nè, cái cảm giác bị chồng bỏ như thế nào vậy? Kìa em, sao lại nói như vậy chứ? À, chào em, lâu rồi không gặp á, nhìn em như này xinh ra ha. Chào hai người, hôm nay á, anh cũng rảnh rỗi quá ha. Tất nhiên rồi, hôm nay á, anh Tâm đưa tôi về ra mắt mẹ chồng đó. Cái người mà ngày xưa cô gọi bằng mẹ đó, cô biết không? Em, thôi đi, thôi đi đi em. Anh, làm gì mà vội vàng như vậy? Gặp lại vợ cũ á, thì cũng phải chào hỏi một câu chứ. Với lại trong bây giờ cô ta khác quá nè, nhìn cũng đẹp lên đó. À, chắc là chồng bỏ, chồng chán, chồng chê, cho nên mấy cái động lực làm đẹp đúng không? Chắc cũng tốn mớ tiền ha. Nhưng mà xin lỗi nha, chồng cô bây giờ á là của tôi rồi, cô biết không? Cảm ơn cô đã quá khen nha. Tôi á thì làm gì có nhiều tiền để đi thẩm mỹ chứ. À, mà tôi mong hai người á chăm sóc tốt cho mẹ chồng của tôi nha. Tôi có việc bận phải đi rồi, hẹn gặp lại hai người. Thôi mình đi về đây. Làm gì gấp gáp quá vậy? Mà nè, cô ta nói chăm sóc cho mẹ anh là sao? Bộ mẹ anh bị gì hả? À, thật ra thì mẹ bị... Trời ơi, cái gì vậy anh? Cái nhà gì mà như cái chuồng heo vậy?